Gòn 8 giờ sáng. Đang đứng trước công viên chợ Bến Thành. Phía sau lưng là chợ Bến Thành. Học giỏi nha. Rồi giống nhau rồi, tung nhau. Quay này ngược chiều vẫn đụng ta là phải. Du khách rồi đi vô chợ. Nó tiếng Đan Mạch. Thì nó giải cái này mưa vậy, mưa giải về may áo dài đẹp ha. Phải có người biết thì đi mua, như là đàn ông trai mình đi lang thang chém cho chết nó giải đẹp. Rồi sáng là 8 giờ đăng bài ra, bài này mệt ạ. Vô ban ngày bỏ ra mệt. Hồi xưa là dễ bị móc túi, nhưng mà lần này thì sao? Mua mực. Rửa cái tay. Delivery. Dẫn ha. Người đàn ông mà cắt thịt giỏi. Đưa
cây gì cũng có hết. Sầu riêng, sầu chung gì cũng có hết. Mãng cầu, xoài, ổi nữa. Rất là hấp dẫn. Có gạo Nhật nha. Có gạo Nhật nha. Gạo nếp hương. Đậu xanh, đậu đỏ, đậu vàng. Công phu á.